một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, mang đậm giá trị truyền thống Việt Nam. Trung thu Hội Ngộ 2017, món quà đầy ý nghĩa cho tất cả mọi người. Một sân chơi đậm bản sắc Việt cho các bạn nhỏ, nơi người lớn có thể sống lại ký ức tuổi thơ. Chương trình Trung thu Hội Ngộ 2017, IMC mang niềm vui đến mọi nhà, sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thương mại SC Vivo City từ ngày 30 tháng 9 đến 4 tháng 10, với các hoạt động vui chơi như múa lân rước đèn và giao lưu chụp ảnh cùng các nhân vật ngộ nghĩnh từ 10 giờ đến 22 giờ. Đặc biệt, chương trình còn gửi tặng đến các em thiếu nhi nhiều món quà ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu, cùng chương trình ca nhạc với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng. Trung thu Hội Ngộ 2017, IMC mang niềm vui đến mọi nhà, hứa hẹn sẽ mang đến một mùa trung thu đầy ấm áp và yêu thương cho các em nhỏ.